Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn giải đề trong cuốn 35 đề minh họa. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với đề số 9. Đề số 9 là một đề khá là khoai, đúng không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa ạ? Nếu như các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học nhé. Sẵn sàng chưa ạ? Hôm nay cô sẽ chữa từ câu số 19 trở đi của đề số 9 nha. Cô sẽ chữa từ đề số 19 trở đi. Buổi trước chúng ta chữa được 18 câu rồi, và cô sẽ chữa đề từ đề số 19, từ câu số 19 trở đi. Và nếu như vẫn còn thời gian thì cô Trang Anh sẽ chữa tiếp những phần tiếp theo nữa của đề số 10. Sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học ạ. Okay, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Yeah, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Rồi, cô chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học ạ. Hôm nay cô sẽ chữa từ câu số 19 trở đi là chữa phần đồng nghĩa trái nghĩa. Có rất là nhiều bạn hỏi cô là em học thì em nên là tra bảng từ với tra cấu trúc, em nên học thuộc bảng từ với cấu trúc trước hay là em làm giải đề và lúc em giải đề thì em không sử dụng gì cả. Bạn nhớ cho cô như sau là thực ra thì ngoài kiến thức ra chúng ta cần phải có phát triển cái kỹ năng làm bài nữa. Vì vậy mà cô cho anh khuyên các bạn như sau. Đầu tiên mà khi các bạn làm bài ấy, thì các bạn nên bấm giờ cho cô. Và bạn bấm cho cô trong 60 phút em phải cố gắng là trong 60 phút đấy em phải làm xong một đề. Thì em nhớ bấm giờ cho 60 phút và trong 60 phút đấy em hãy làm giống như là em đi thi thật vậy. Em không sử dụng bất cứ một tài liệu gì cả. Sau khi em làm xong em đọ xem đáp án xem đúng được bao nhiêu phần trăm với việc là chân tay bo không có gì để làm bài. Chờ sau thế rồi thì bắt đầu em quay lại em học cho cô bảng từ, em học cho cô cấu trúc và em vào giải lại. Lúc này em giải lại thì em có thể tra bất cứ những cái gì mà em không hiểu. Chợ cha có thể tra cứu được bất cứ những cái gì mà em không hiểu luôn đấy. Chúng ta sẽ học theo kiểu giải đề, theo kiểu học chiều sâu, giải theo chiều sâu. Thì các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Chào các bạn ạ. Chào bạn Bùi Quốc Việt, chào Nguyễn Ngọc. Ok, các bạn xem giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn không để mình vào học ạ. Ok, cô chào Khánh Hiền ạ. Các bạn xem giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn không để mình học ạ. Ok, chào bạn Phạm Kiều Khanh. Sẵn sàng chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, cô sẽ bắt đầu dạy luôn này. Các bạn xem cho cô xem đã ổn chưa để chúng ta bắt đầu học luôn ạ. Cô có thấy em không ạ? Cô có thấy em nhé. Rồi, chào Khánh Hiền, cô có thấy em ạ? Chào bạn Lê My ạ. Sẵn sàng chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học luôn này. Sẵn sàng chưa ạ? Cô bắt đầu chữa nhé. Nhờ, bây giờ là 2, bây giờ là 9:37 rồi ạ. Được không ạ? Rồi, có thể là các bạn vẫn được nghỉ hết tuần này nữa mà, đúng không ạ? Tuần sau mới phải đi học. Ok, sẵn sàng chưa ạ? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta bắt đầu vào học luôn ạ. À, cô chào bạn Trần Phước Linh ạ. Trần Phước Linh có avatar mới à? Ok, chào bạn Hiếu Nguyễn, chào anh Thơ. Sẵn sàng chưa ạ? Rồi, cô chào bạn Đặng Phương Nguyễn ạ. Các bạn thân mến, các bạn kiểm tra giúp cô xem ánh sáng âm thanh ổn chưa để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Nhờ bạn xem cho cô mạng có ổn không này, ánh sáng âm thanh có ổn không ạ? Cô thấy các bạn ấy truyền tai nhau một câu là cuốn đề này rất khoai. Thực ra thì đề của cô cũng khoai bình thường thôi, vì nó cũng có những phần rất là cơ bản nhưng cũng sẽ có những phần khó, đúng không ạ? Đảm bảo là chúng ta sẽ phải kiểu gì khi chúng ta ôn thi mình cũng phải ôn khó hơn rồi, đúng không ạ? Mình phải ôn rộng hơn ra nhá, mình phải bởi thực ra mình có biết là bộ ra là chỗ nào đâu nên mình phải ôn hết, được không ạ? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Rồi, học nhá. Nó sẽ có này, với câu số 19 bài tập tìm từ đồng nghĩa. Với bài tập tìm từ đồng nghĩa này, dùng ngữ cảnh của câu, đặc biệt là cái cụm như này dùng ngữ cảnh của câu cho cô. Với câu này cô sẽ có như sau này. Nó bắt đầu bằng it were, nhận bắt đầu bằng who như này thì nhớ ngay đến đó là phần kiến thức về câu trẻ. Với phần kiến thức về câu trẻ nó sẽ có dạng như sau.
Đó là dạng it is hoặc là it was. Cộng với thành phần nhấn mạnh, cô biết tắt chỗ này đúng không ạ? Cộng với that hoặc là who, cộng với chấm 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 nhá, cấu trúc câu trẻ. Vậy dịch là đó chính là cái ông này. Ông ấy là một an officer, một làm sao, một sĩ quan trong army, quân đội của gì đấy, của đế chế Áo nhá. Cô có từ im đế chế đây. Chợ người đầu tiên đã làm sao ra cái ý tưởng rằng, chợ cái ý tưởng về một cái loại vũ khí nhá. Cô có từ whip là vũ khí này, vũ khí làm sao đây ạ, vũ khí chống cái hạm tự hành nhá. Vậy cô sẽ có là với câu này mình sẽ sinh ra được cụm từ này. Đó chính là ông này, đó là một sĩ quan trong quân đội của đế chế Áo, người mà đã lại ra được cái ý tưởng nhá, là làm sao để phát minh ra được một cái vũ khí chống cái hạm tự hành này. Thì cô suy ra cái cụm từ come up with, nghĩa là lại ra ý tưởng. Trở với cái cụm từ là come up with, nghĩa là lại ra ý tưởng, thì cô sẽ có như sau. Với từ suggest, với từ suggest thì nghĩa là gì? Với từ suggest nghĩa là đề xuất đúng không? Nghĩa là gợi ý. Nhờ thế còn ý B của chúng ta thì sao? Ý B của cô với từ discover nghĩa là phát hiện ra cái gì. Thế còn ý C của cô với từ propose, với từ propose nghĩa là đề xuất. Chờ anh này cô là đề xuất này, đúng không? Ý B của cô với từ discover nghĩa là phát hiện ra, khám phá ra. Chờ phát hiện ra, khám phá ra. Thế còn D của chúng ta với từ reveal, với từ reveal của chúng ta nghĩa là gì? Chờ với từ reveal nghĩa là tiết lộ. Chờ để lộ, tiết lộ nhé. Vậy thì với câu 19 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thì với câu 19 cô sẽ có như sau. Cái câu này thực ra là những cái đáp án nó rất là gọi là gần gần giống nhau đúng không ạ? Cô có cụm từ come up with nghĩa là nảy ra ý tưởng. Vậy thì với câu này cô chắc chắn không chọn ý B, vì sao? Vì cô có từ discover nghĩa là phát hiện ra, khám phá ra một cái gì đó. Tức là cái đấy đã có rồi mình phát hiện ra thôi. Nhưng mà theo cái này nó là tìm ra cái ý tưởng mới mà. Nên là mình sẽ không chọn ý B. Thế còn ý C là cô với từ propose. Với từ propose nghĩa là gì? Đề xuất. Nhờ vậy thì cô sẽ không chọn ý C được. Nó không phải là đề xuất một ý tưởng. Đây là ý tưởng của ông ấy chứ không phải ông ta đề xuất đâu cả. Nhờ thế còn ý D của chúng ta nghĩa là tiết lộ thì cũng không phải. Vậy bằng phương loại trừ thì cô sẽ chọn được đó là ý A. Được không ạ? Xong chưa? Xong câu số 19, chuyển cho cô sang câu số 20. Với câu số 20, cô sẽ có như sau. Với câu số 20, chúng ta sẽ có như sau. Nếu như anh ta, đúng rồi, anh ta làm sao đấy? If he so much as harms a hair on her head, I won't be responsible. Chúng ta sẽ có cái cấu trúc như sau. Trong này cô có một cái cấu trúc, đó là cấu trúc be responsible for, nhận chịu trách nhiệm cho. Vậy gì cả? Nếu như hắn mà dám động đến một cọng tóc của cô ấy, đó, một sợi tóc của cô ấy, thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đâu nhé. Tôi không chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu nhé. Vậy gì cả? Nếu như hắn mà dám động đến cô ấy của tao, đúng không ạ? Thì tao sẽ không chắc là tao sẽ chịu, à thì tao sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của tao đâu nhé. Là sao ạ? Là sẽ là tao sẽ, đúng không ạ? Sẽ xử lý ấy, theo kiểu như vậy. Vậy thì cô sẽ có cái cụm như sau, cụm từ harm a hair on one head, nghĩa là làm tổn hại tới ai, làm tổn thương ai. Thì cô sẽ có ý D với từ beat, nghĩa là đánh. Chứ là ý C với từ date, nghĩa là hẹn hò. Chơi này cô là hẹn hò này, anh là đánh này, đúng không ạ? Rất là khó để đoán đúng không ạ? Ý B của cô với từ flirt, nghĩa là tán tỉnh. Nhựa rất là khó để đoán được đúng không ạ? Và ý A của cô với từ hurt là làm tổn thương. Nhựa làm tổn thương. Thì với dịch là câu này cô sẽ là nếu như hắn mà dám động đến một sợi tóc của cô ấy thì tao hứa là đúng không? Tao đảm bảo là tao sẽ xử lý đúng không? Tao sẽ không chịu trách nhiệm cho hành động của mình đâu. Tức là tôi sẽ làm gì mà tao không biết được, chứ không thể làm chủ được mình nữa. Vậy thì với câu số 20 cô sẽ có cụm, đó là cụm từ harm a hair on one head. Cụm từ đấy của cô sẽ bằng với từ hurt somebody, bằng hurt somebody. Vậy thì câu 20 cô chọn được ý A. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 20, chuyển cho cô sang câu số 21. Với câu số 21 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, xong câu số 20, chuyển cho cô sang câu 21. Với câu số 21 của cô là câu phần tiếng Anh giao, à với phần câu trái nghĩa. Nhớ. Với câu này cô sẽ có như sau này. Đầu tiên cô sẽ có từ hunting là săn bắt đúng không ạ? Cô sẽ có từ threaten trong cái cấu trúc như sau. Nếu mà khi mình gặp thì mình nhớ học trẻ nhỏ ra như này nhỉ? Cô có cấu trúc là sau threat cộng với to verb đe dọa làm gì. Thì cô sẽ có là ngày nay cái việc săn bắt làm gì vẫn đe dọa rất là nhiều loài, đặc biệt là những cái loài mammal, động vật có vú, như là loài tiger, hổ đây,
Dạ, tê giác này, gấu này và thậm chí là cả linh trưởng nữa. Thì với câu này cô sẽ có như sau. Dịch là ngày nay cái việc làm sao, cái việc săn bắt làm sao? Cái việc săn bắt mà đến mức đe dọa rất là nhiều loài, đặc biệt là những loài động vật có vú lớn, ví dụ như là hổ, là tê giác, là gấu, thậm chí là cả linh trưởng nữa. Thì cái việc săn bắt đấy nó sẽ phải là săn bắt theo kiểu bất hợp pháp, đúng không ạ? Vì bất hợp pháp thì mới đe dọa đến nhiều loài, chứ còn nếu hợp pháp thì nó không làm sao. Từ đó cô sinh ra cái từ illegal nghĩa là bất hợp pháp, illegal. Vậy ngược với từ bất hợp pháp sẽ là từ là gì? Ý là cô là được cho phép bởi luật pháp. Thì 21 cô chọn được ý A. Xong chưa, xong chưa? Tiếp này ý B của cô thì sao? Ý B cô có từ forbid nghĩa là bị cấm bởi luật. Ý C là cô với từ introduce nghĩa là giới thiệu bởi luật. Vì D của cô với từ impose nghĩa là gì? Nghĩa là áp đặt một luật lệ. Giờ cô sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc impose. Trợ something on, nhờ áp đặt cái gì lên đâu. Vậy thì với câu số 21 cô chọn được câu này là ý A. Xong chưa? Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 21, chuyển cho cô sang câu số 22 của chúng ta. Với câu số 22, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Đó. Nào, xong câu số 21, chuyển cho cô sang câu số 22 này. Với câu số 22, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Đó. Xong câu 21, chuyển cho cô sang câu 22 đi ạ. Thì với câu số 22, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 22, cô sẽ có như sau này. Luật sư của anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ có cơ hội. Chúng ta có cụm từ, đó là cụm từ have a good chance. Chờ, có cụm từ là have a good chance of. Nhờ, anh ta có cơ hội được làm sao đây? Ở cái phiên tòa xét xử này, nếu như không có thêm evidence là bằng chứng further, không có thêm những bằng chứng khác được tìm thấy, thì cô sẽ có từ acquit nghĩa là được tha làm sao? Nếu như không có bất cứ thêm bằng chứng nào được tìm thấy thì anh ta sẽ có cơ hội được tha bổng. Vậy thì cô suy ra cái từ acquit nghĩa là được tha. Ngược với từ được tha là gì? Cứ có ra với từ đó là từ find guilty nghĩa là có tội, thấy là có tội. Nhờ. Ý B của cô thì sao? Ý B cô sẽ có từ innocent, từ đấy nghĩa là vô tội. Nhớ nhá. Rồi tiếp này ý C của cô thì sao? Ý C của cô là được khuyến cáo. Chợ được khuyên là kháng cáo. Nhờ anh này cô là được khuyên là kháng cáo. Chợ được khuyên là kháng cáo. Thế còn ý D của cô thì sao? Ý D của cô đó là bị buộc theo cái tội. Bị buộc tội là sao? Charge, buộc tội gian lận. Vậy thì với câu này của cô ngược với từ được tha bổng sẽ là bị kết tội. Do đó câu 22 cô chọn được ý A. Nhớ, không khó lắm đúng không ạ? Xong câu số 22 chuyển cho cô sang câu số 23. Với câu số 23 cô sẽ có với dạng bài tập đọc điền này. Với dạng bài tập đọc điền này chúng ta sẽ có như sau này. Trong cái dạng bài tập đọc điền này của cô sẽ có hai câu về ngữ pháp, sẽ có hai câu về từ vựng và sẽ có ba câu về ngữ pháp. Ba câu ngữ pháp này nó sẽ tập trung một câu về liên từ, đấy là đề chuẩn form đấy. Một câu về liên từ này, nó sẽ có một câu về liên từ này, một câu về từ loại. Nhớ. Một câu về liên từ, một câu về từ loại và một câu về đại từ quan hệ. Đây là chuẩn của đề thi 2019 là còn hai câu về từ vựng. Thì em nhớ cho cô là dù đề có khó mấy đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải làm chắc được ba câu ngữ pháp này trước đã. Được không ạ? Rồi bây giờ cô sẽ có như sau. Xem cho cô, bây giờ mình sẽ làm cho cô này. Vì đây là dạng bài tập đọc điền. Và với cái dạng bài tập đọc điền này thì bạn nhớ cho cô như sau là các phương án của nó, các chỗ của nó, cái đoạn văn của nó bị khuyết từ đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ không làm bằng phương pháp đọc dịch mà làm cho cô bằng phương pháp như sau. Đó là bạn sẽ đọc cho cô các đáp án trước, nghiên cứu cho cô đáp án này. Cô có ý A với từ however, nghĩa là tuy nhiên. Nhớ nghe cho cô vì nó cái khoảng trống nó bé quá để có thể ghi được. However là tuy nhiên, xong chưa? Nếu này ý B của chúng ta với từ therefore là do đó, do vậy. Moreover là ngoài ra. Và otherwise bằng or else hoặc là. Nhớ vậy thì với câu số 23, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Với một câu về liên từ thì em chắc chắn là em phải xác định là em phải dịch nghĩa của cái cụm này rồi. Nhận em sẽ dịch như nào? Em sẽ phải dịch nghĩa của cái câu, nhận cái câu ít nhất là ví dụ như cái câu này của em, cái từ đi cần điền của em nó lại đứng ở vị trí đầu câu thì phải dịch cho cô từ câu trên xuống nhớ. Sao chưa, sao chưa? Vừa nào với câu này như câu này à? Chứ câu này như là cô nhớ là cô đã chữa cho một bạn nào đấy rồi, đúng không ạ? Cô nhớ là cô đã chữa câu này cho một nhóm nào đấy rồi sao ấy? Chờ, cô sẽ có với câu này như sau nhé. Cô dịch là tôi là một sinh viên MBA ở Mỹ. Nhờ, tôi sống ở trong cái cũng trường đại học này.
Chứ là in my culture, theo cái văn hóa của tôi thường là nếu như một người con gái, một người đàn phụ nữ mà nói chuyện với một người đàn ông thì nó sẽ là một cái tín hiệu của cái việc mà gọi là như kiểu là có quan hệ yêu đương gì đó, đúng không ạ? Dịch là trong nền văn hóa của tôi thông thường nếu một người phụ nữ nói chuyện với một người đàn ông thì nó sẽ có dấu hiệu của cái việc là tình tứ, mình có thể đoán. Mình có thể dịch cái cụm từ này nghe là hay hơn, nó cụm từ romantic interest, nghĩa là tình tứ, có ý tứ gì đó, Thì trong văn hóa của tôi thường là nếu như một người phụ nữ mà nói chuyện với một người đàn ông thì thường nó sẽ có cái tín hiệu là kiểu như là có ý tứ gì đó với người ta, Vì vậy mà làm sao? In the first few days of school, vào ngày đầu tiên, Vì vậy mà vào ngày đầu tiên của tôi học ở đó thì tôi thấy rất là lạ rằng là có rất nhiều người phụ nữ nói chuyện với tôi, Và tôi thực sự tôi đã có cảm tưởng rằng cô cụm từ là under the impression. Và tôi có cảm tưởng rằng là sao đây ạ? Tôi cảm thấy lạ rằng tôi có cảm giác rằng là một số người phụ nữ ở trong một số người, cô gái đúng không? Ở trong cái chỗ ở đấy của tôi này thực sự là đang rất là interested me, quan tâm đến tôi. Vậy thì với câu số này cô sẽ có như sau này. Nếu mà mình dịch như vậy thì mình sẽ chọn được đáp án của câu này sẽ là ý gì luôn, rất là dễ. Cô sẽ có với câu này của cô dịch như sau, bắt đầu xuống này. Theo cái văn hóa của tôi, nếu một người phụ nữ mà nói chuyện với một người đàn ông thì nó sẽ là tín hiệu của người ta có ý tứ gì với mình. Do đó vào ngày đầu tiên của tôi ở trường và những ngày đầu tiên ở trường, tôi thấy khá là lạ khi mà có rất nhiều người phụ nói chuyện, rất nhiều con gái nói chuyện với tôi và tôi cảm giác tôi đã nhầm lẫn rằng đúng không ạ, một số người trong số họ là thích tôi nhá. Vậy thì theo cái nghĩa như vậy thì cô sẽ chọn được với một từ nghĩa là do đó do vậy, cô chọn được đáp án của câu này là ý B. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 23, chuyển cô sang câu 24 này. Với câu 24 cô có động từ là pay, động từ show, động từ return và động từ give. Vậy thì với câu này cô chắc chắn nó là cụm từ cố định rồi. Chứ còn về từ vựng thì mà không bao giờ nó dễ như này cả. Vậy xem cho cô nhé, mình thử soi xem là có cái cụm từ cố định gì ở đây không. Nhận thì với câu số 24 cô sẽ có câu này như sau. Với câu số 24 dịch là để mà đáp lại cái sự lịch sự cái để mà đáp lại cái sự lịch sự của họ đấy, đúng không ạ? Thì tôi mua cho hoa hồng và còn thậm chí còn tặng quà cho người ta nữa. Vậy thì cô sẽ có cái cụm từ đó là cụm từ return. Return. Cô sẽ cụm từ là return one planet. Để mà đáp lại cái sự mến mộ của họ. Vậy thì với câu số 24, cô sẽ chọn được câu này đáp án là ý C. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số 24, chuyển cho cô sang câu số 25. Thực ra bài này họ cái cách người ta dẫn chuyện rất là hay. Một cái bài chủ đề về culture, đúng không ạ? Chủ đề về văn hóa. Nó sẽ có như sau là nó thể hiện cái sự khác biệt về văn hóa. Ví dụ như là ở văn hóa của mình, đúng không ạ? Văn hóa của cái tác giả này này. Cứ đàn ông và đàn bà nói chuyện với nhau là kiểu gì họ cũng có phải có tình tứ gì đấy, đúng không ạ? Có gian tình gì đấy họ mới nói chuyện với nhau. Thì là anh ấy mang cái văn hóa của đất nước anh ấy sang áp dụng với cái đất nước ở Mỹ này. Anh ấy thấy rất là ngạc nhiên vì những ngày đầu tiên anh ta đi học thì có rất nhiều gái nói chuyện với anh ta, đúng không ạ? Và anh ta cảm tưởng rằng là những cô ấy thích mình nên mới nói chuyện với mình. Thế là anh ta nghĩ như vậy là để đáp lại cái sự mến mộ của họ, đúng không ạ? Anh đã thể hiện đó là anh ta cũng đáp lại là anh ta mua hoa hồng cho họ này, anh ta còn tặng quà họ nữa, đúng không ạ? Mang tiền đi học để đi mua quà cho gái thế này. Nhờ tiếp này, however, tuy nhiên, tôi khá là surprised, khá là ngạc nhiên để thấy rằng đúng không ạ? Những cái người phụ nữ như vậy dường như làm sao, đúng không ạ? Xung quanh tôi thì cô sẽ có như sau. Với câu số 25, em sẽ căn cứ cho cô như sau, nhìn thoáng qua bốn đáp án cho cô này. Nhớ là cái dạng bài đọc điền này nó không hề khó, bởi vì sao? Bởi vì nó phân chia cái kiến thức rất rõ ràng rồi, đúng không ạ? Cứ có từ đó là từ come, với từ comfort là động từ, comfort là động từ nhá. Cứ có từ comfortable là tính từ. Cho ý B của cô, ý C của cô là trạng từ. Và ý A của cô, anh này là tính từ nhưng nó ngược nghĩa với anh ý D, đúng không ạ? Anh ý B của cô thì vừa là động từ kiêm danh từ nữa. Vậy với câu này của cô là một câu về từ loại. Và với cái câu về từ loại như này thì bạn phải nhớ cho cô như sau. Cái câu này đầu tiên mình muốn loại trừ đáp án thì mình xét cho cô như sau đã. Căn cứ cho cô bằng từ sim. Chờ cô có quy tắc là sau sim cộng với tính từ nhờ. Vì theo cái quy tắc là sau sim cộng tính từ thì cô sẽ bỏ được đáp án ý B đi này. Bỏ đáp án ý C đi này. Cô sẽ chỉ còn ý A hoặc là ý D mà thôi. Bây giờ mình dịch nghĩa. Ý A của cô là không thoải mái và ý D của cô là thoải mái. Vậy thì bây giờ mình sẽ dịch nghĩa của câu này xem là mình sẽ chọn từ thoải mái hay là từ không thoải mái. Thì cô sẽ có như sau. Dịch là tuy nhiên tôi lấy làm lạ rằng đúng không ạ?
Tuy nhiên tôi khá là làm là tôi khá là ngạc nhiên khi thấy những cái bạn nữ tương tự như vậy, đúng không ạ? Bây giờ họ dường như không cảm thấy, họ không thoải mái xung quanh tôi nữa. Vậy thì cô sẽ có là vì cái liên từ however này thì cô sẽ đoán được cái từ kia sẽ phải cảm thấy không thoải mái. Do đó câu 25 cô chọn được đáp án của câu này là ý A. Xong chưa, xong chưa? Câu số 25 của chúng ta sẽ là ý A. Xong chưa, xong chưa? Sau câu 25 chuyển cho cô sang câu số 26. Với câu số 26 thì câu này của cô sẽ là câu thuộc kiến thức về về gì đấy ạ? Kiến thức về lượng từ này. Câu có ý B với từ something là một cái gì đó. Anything là nhờ, thực ra cả something và anything đều là một cái gì đó. Nhưng mà something thì dùng cho câu khẳng định, còn anything dùng cho câu phủ định và nghi vấn. Ngoài ra này, something có thể dùng trong câu hỏi khi nó mang nghĩa là mời, chợ mời người ta. Ví dụ, would you like something to drink? Có muốn uống gì không? Thế còn anh anything không phải lúc nào anh cũng đi với phủ định và nghi vấn đâu. Anh ấy có thể đi với khẳng định. Nếu anh đi với khẳng định nó có nghĩa là bất cứ. Ví dụ như là em thích bất cứ cái gì anh mua dùng anything. Thế cô sẽ có ý D với từ everything nghĩa là mọi thứ. Thế còn ý A của chúng ta nghĩa là không có cái gì. Vậy thì với câu này các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào xem cho cô với câu số 26 của chúng ta. Cô sẽ có như sau. Eventually. Chúng ta sẽ có như sau. One was even quite offended and told me to leave her. Có cái cô còn bảo với tôi, có cái cô còn tỏ ra làm sao, còn xúc phạm tôi này, còn bảo với tôi là để cho cô ta yên. Event chỗ này. Cuối cùng thì tôi đã nói chuyện với một cái nhân viên gọi là tư vấn, đúng không ạ? Một gọi là một cái gọi là một cái tư vấn viên ở trong cái khu vực mà trong cái chỗ mà tôi ở đấy. Cái nhân anh vân à, anh nhân viên này anh ấy bảo sao ạ? Chúng ta sẽ có như sau. Và tôi thấy rằng là tôi đang làm sai rồi. Anh ta giải thích với tôi là cái cách mà người đàn ông đàn bà thường interact. Đấy là cái cách mà đàn ông đàn bà thường giao tiếp với nhau ở Mỹ thôi. Chứ chả phải có gian tình hay có tình tứ gì cả. Vì vậy mà tôi cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm để nghe rằng, đúng không ạ? Chả có vấn đề gì với tôi cả, đúng không? Tôi không làm sao hết cả đâu. Vậy thì với câu này cô sẽ nghĩa là chả có vấn đề gì với tôi cả. Thì cô sẽ chọn được 26 của cô là ý A. Xong chưa, xong chưa? Rồi sau câu số 26 chuyển cô sang câu 27. Bài lại dễ, đúng không ạ? Câu 27 của cô là câu về phần đại từ quan hệ. Thì với câu số 27 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Dạ, câu số 27 chọn D, sai em đi ngủ à? Chờ cô sẽ có bây giờ như sau là even though, mặc dù, đúng không ạ? Mặc dù tôi không tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, nhớ. Mặc dù tôi không tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình trong khi tôi ở Mỹ, nhưng mà tôi vẫn có thể kết bạn được với rất nhiều những bạn nữ ở đấy, nhớ. Và bây giờ tôi vẫn còn giữ liên lạc với họ. Thì với câu số 27, bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhớ. Một bài rất là hay, đúng không ạ? Một cái bài rất là nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó lại thể hiện được đúng cái vấn đề về 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 culture shock. Ok. Thì cô sẽ có là với câu này bạn phải nhớ cho cô đó là cô có cấu trúc, đó là cấu trúc contact. Chợ with somebody, giữ liên lạc với ai. Vậy ở đây cô sẽ cần có cả giới từ with nữa. Người ta đưa giới từ lên trước lại từ quan hệ thôi. Thì câu 27 cô chọn được câu này là ý D. Xem chưa, xem chưa? Xong câu số 27 chuyển cô sang câu số 28. Với câu số 28 là phần xử lý sai. Thì với câu số 28 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào sau câu số 27 chuyển cho cô sang câu số 28 của chúng ta. Với câu số 28 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào với câu số 28 bạn nhớ cho cô là với cái form bài của cái phần sửa lỗi sai á thì trong cái phần sửa lỗi sai này có 3 câu đúng không ạ? 3 câu về lỗi sai thì trong 3 câu này sẽ có 2 câu về ngữ pháp. Chợ hai câu có lỗi sai về ngữ pháp và một câu về sai về từ vựng. Nhớ cái bố cục của nó như vậy nhé. Vậy cô sẽ có là mọi người có thể đóng một vai trò quan trọng bằng cách cố gắng hết sức để giúp cho gia đình mình phát triển. Nếu như mà em không có ý tưởng cái câu đấy sai ở đâu cả, mình có thể làm từng cái một. Đầu tiên là em thử xem là có cái cấu trúc là do one best không. Cô sẽ có cấu trúc như sau. Đúng là có cấu trúc do hoặc là try one best. Chợ do hoặc là try one best to do something. Cố gắng hết sức để làm gì. Đúng không? Cấu trúc này cô nghĩa là cố gắng hết sức để làm gì. Vậy thì C đúng nhá. Thế vậy đằng sau cô lại có ý D, liệu có đúng không? Ý D thì còn phải phụ thuộc vào cái đằng trước này. Cô lại có cấu trúc đó là cấu trúc help somebody, do something hoặc to do something đều được. Vậy thì ý D của cô đúng. Vậy cô đã thấy là có C và D đúng rồi. Bây giờ chỉ còn A và B. Cả A và B thì phải nhớ cho cô đến một cái cấu trúc như sau. Cô có một cái cấu trúc đó là cấu trúc play unimportant.
Chợ cô sẽ có cấu trúc là play an import đi với từ part hoặc là từ role, nhớ đóng một vai trò quan trọng, có vai trò quan trọng. Vậy thì với câu số 28, đây là kiến thức về cụm từ cố định. Vậy thì kiến thức về cụm từ cố định như vậy thì chúng ta không thể dùng take ở đây được, mà phải đổi cho cô từ đấy thành từ play, được không ạ? Nên là câu số 28 của cô, đáp án của câu này là ý A. Ok chưa ạ? Tham gia xong chưa? Xong câu số 28, chuyển cho cô sang câu số 29. Thì với câu số 29, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Yep, xong câu 28, chuyển cô sang câu số 29 ạ. Bạn thấy là đề của cô làm gì mà khó, đúng không? Hôm nào cô đọc ở đâu đó, các bạn ấy có truyền tai nhau là cái cuốn 35 đề minh họa này là rất khoai. Thực ra thì không phải là khoai đâu, mà là đề của cô có tính chất phân loại học sinh thôi. Thực ra thì em cứ xem cái đề 2019 được đánh giá là dễ, đúng không? Nhưng mà thực ra là đề đấy không phải là đề dễ, mà đề có tính chất phân loại học sinh, có những câu rất là khó chứ không phải là dễ hết nhá. Xong chưa, xong chưa? Rồi, xong câu số 28, chuyển cho cô sang câu số 29 này. Với câu số 29 sai ở đâu ạ? Nhờ, với câu số 29 của cô sai ở đâu ạ? 29IB, which include. Ok, câu 29 dễ đúng không ạ? Thì câu số 29 của cô là câu về phần từ vựng. Thì cô sẽ có câu 29 như sau. Cô sẽ có câu hỏi, chúng ta sẽ có bắt đầu bằng từ này. Cô sẽ có với câu này, cô là gì, là gan có rất là nhiều những cái function, những cái chức năng mà which, ở đây thay thế cho cái function này đúng không ạ? Vậy which thay thế cho danh từ số nhiều thì động từ phải chia số nhiều. Vậy thì câu này cô nó chỉ là kiến thức về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ thôi. Ý B sai, bỏ S đi là đúng. Đó không ạ? Thế thôi, đúng không ạ? Câu này rất là đơn giản. Vậy câu này sẽ là câu về ngữ pháp. Em nhớ cho cô là trong cái mũi sai mà sai về ngữ pháp thì các bạn cực kỳ dễ lấy điểm. Đặc biệt là những bạn mà chắc ngữ pháp rồi thì cái phần đấy là rất là dễ lấy điểm thôi. Nhớ. Sau câu số 29, chuyện câu sang câu số 30 của chúng ta. Thì bạn nhớ cho cô là bài đọc của đề thi, của cái đề thi số 9 này, cô Trang Anh nói chung là những cái đề mà cô viết vào đây là coi như cô chữa rồi nhá. Bài đọc này cô chữa rồi này, đó, ngày mai cô sẽ dục môn up lên cho các bạn xem. Rồi, xong câu số 29, chuyển cô sang câu 30 đi ạ. Vậy câu 30 của cô sai ở đâu ạ? Nhớ, làm gì khó đúng không ạ? Hôm qua cô chữa cái đề thi thử, tức là các bạn nhóm kín của cô là mỗi tuần các bạn phải làm đề thi thử của cô một lần. Hôm qua cô chữa cái đề thi thử trong nhóm, các bạn ấy kêu rơi rất là khó. Và cô chữa xong thì cô đếm cả bài, cô bảo là cô dùng một cái bút màu xanh, cái cứ đếm câu nào mà khó thì cô sẽ đánh dấu vào. Cô chữa cả bài đúng không ạ? Cô chữa cả bài nha, mà cô đánh dấu có mỗi hai cái vạch thôi. Nhưng mà các bạn ấy bảo rằng là cái đề đấy của cô thì cô phải cái bút nhớ phải hoạt động liên tục. Nên là các bạn cứ kêu khó, xong đến lúc cô chữa xong thì các bạn lại bảo là lúc mà cô chữa xong thì em thấy nó chả khó gì cả. Đấy nhá. Rồi chúng ta sẽ có là với cái câu này bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Nhờ với câu số 30 cô sẽ có câu này như sau. Với câu số 30 nào, cô có với câu 30 của cô xem nào. Với câu số 30 cô sẽ có là không chỉ đúng không? Đàn ông và đàn bà. Chợ có rất không những đàn ông đàn bà có rất nhiều sự khác biệt mà họ cũng có rất là nhiều những cái tương đồng, không có không những không chỉ có khác biệt mà có cả sự tương đồng nữa. Thì với cái câu số 30 của cô nó bắt đầu bằng anh một Oli đứng ở đầu câu. Chợ nó sẽ là đảo ngữ vế đầu và giữ lại vế sau. Cô cấu trúc là not only but also, đảo ngữ vế đầu giữ lại vế sau nhá. Vậy thì câu này cô sẽ là sai ở ý B đúng không ạ? Em sẽ phải đảo cho cô do lên trước men and women. Vậy thì câu số 30 của cô là câu sai về ngữ pháp. Xong chưa? Rồi xong phần đấy rồi, để phần đọc hiểu lại cho cô. Làm cho cô phần sau. Cô sẽ chữa từ câu số 40 40 mấy trở đi nhỉ? Cô sẽ chữa từ câu số 44 trở đi. Nhờ bạn xem cho cô này. Xong cái này cô sẽ nhảy sang đề số, cô sẽ chuyển sang đề số 10, chữa được khoảng một trang hai trang gì để chúng ta sẽ nghỉ nhận chữa đối tiếp như vậy nhé. Rồi xem cho cô đi ạ, với câu số 44 các bạn của cô chọn được đáp án là ý gì nhớ được chưa? Nhớ đúng rồi bạn à, nếu các bạn nào học nhóm 9 hoặc nếu như các bạn nào là học nhóm kín của cô ấy ạ, thì tối nay cô vừa đăng ở trong nhóm, đó là cái kết quả thi thử mà có gần 5.000 bạn thi á. Thì trong gần 5.000 bạn thi đấy thì cái mức độ các bạn đạt thì 9,8 đúng không ạ? 9,8, 9,4, 9,6 rất là nhiều. Đấy nhá, là nói chung là năm nay thì cô thấy rằng là mặt bằng chung là năm nay các bạn ấy sẽ chắc chắn là năm nay điểm sẽ cao đấy ạ. Bởi vì cô thấy các bạn ấy có sự đầu tư và quyết tâm từ năm lớp 10, lớp 11 là các bạn đã học rồi. Thì đến lớp 12 kiến thức cơ bản của bạn nắm chắc hết rồi, bạn vào luyện thi rồi. Nhưng là bây giờ cô thấy các bạn rất là giỏi, rất là giỏi, thực sự là rất là giỏi. Chợ, mỗi một cái buổi mà cô quay bài cho nhóm kín á, cô phải chuẩn bị rất là lâu, phải nghiên cứu rất là nhiều. Chợ, phải nghĩ xem cái cách nào mình chữa để mà học sinh nó không vặn lại.
Thế mà đến lúc mà khi cô đăng lên các bạn ấy vẫn vặn cô tơi bời cả. Các bạn ấy hỏi có những câu hỏi rất là hay. Xong chưa, xong chưa? Xong câu số, chuyển cho cô ra câu 44 này. Với cái bài tập về, cái bài tập về câu đồng nghĩa này thì nó sẽ được sắp xếp theo cái ma trận kiến thức như sau. Nếu chuẩn của đề 2019 nó sẽ được sắp xếp ma trận như sau. Đó là có một câu tường thuật. Ở trong cuốn 35 đề minh họa này của cô là theo hai ma trận đề là của 2018 và 2019. Nó sẽ có một câu tường thuật này. Nó sẽ có một câu về so sánh. Nó sẽ có một câu về động từ khuyết thiếu. Đấy, theo kiểu như vậy. Vậy thì cô sẽ có như sau. Ngoài ra thì buổi trước cô chữa với bạn, cô có nói với các bạn là trong cái phần câu đồng nghĩa này học cho cô 8 chuyên đề thôi. Đúng không? Câu tường thuật này, so sánh, động từ khuyết thiếu, đại từ quan hệ. Đúng không? Đảo ngữ. Hỏi đu, à, đảo ngữ. Gì nó nhỉ? Thức giả định. Đúng không? Điều kiện. Đấy, một số cái như vậy. Với câu số 44 của cô, nó thuộc kiến thức về câu tường thuật. Với kiến thức về câu tường thuật thì cô sẽ có như sau này. Nào 44, các bạn của cô chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 44 của chúng ta, các bạn sẽ chọn được đáp án của câu 44 là ý gì? Nào, với câu 44 các bạn ấy chọn đáp án là ý A, bạn ấy chọn đáp án là ý B ạ. Xong chưa, xong chưa? Với câu số 44 cô sẽ có như sau. Với câu số 44 bạn xem cho cô như sau này. Có bạn chọn đáp án câu này là ý A, có bạn chọn đáp án câu này là ý B, đúng không ạ? Đấy, các bạn nhớ cho cô là năm nay bộ lùi lịch thi xuống 1 tháng. Thì cô không biết là cái team 9 cộng của cô rồi sau này các bạn thành gì. Đấy chưa? Vì hiện tại bây giờ các bạn làm đề của cô, các bạn được 9,6 với 9,8 rồi. Thì cô không biết là ôn 5, 6, đúng không ạ? 6, 5 tháng nữa chứ, đúng không ạ? Lùi xuống một thi là còn 5 tháng nữa. Thì cô không biết là sau khi ôn xong 5 tháng nữa thì các bạn thành cái gì, đúng không ạ? Các bạn thực sự rất là giỏi, nhớ rất là giỏi. Giỏi đến mức mà khi mà cô tuyển trợ lý cho nhóm 9 cộng, thực sự cô cũng phải cân đo rất là nhiều, nhớ. Bởi vì cô mà khi các anh chị trợ lý mà vào nhóm 9 cộng để là hỗ trợ nhóm 9 cộng thì cô cũng phải là gọi là phải động viên tinh thần các anh chị trước, vì cô sợ rằng là sau 1 tuần làm việc với nhóm 9 cộng thì các anh chị sợ quá các anh chị chạy hết cả. Các bạn nhóm 9 cộng là vừa ghê gớm, vừa giỏi nhưng lại vừa ghê gớm. Nên là những anh chị nào mà vào làm trợ lý của nhóm 9 cộng thực sự các anh chị rất là áp lực. Bản thân cô cũng rất là áp lực. Nhé. Với câu số 44 chúng ta sẽ có như sau này. Cái điểm mấu chốt trong câu 44 này mình bỏ bớt đáp án đi ấy. Đó chính là cái động từ wonder, tự hỏi này, wonder. Chợ anh này của cô nó đang có chi ở dạng gì đấy hiện tại? Chợ đây là động từ chính nhá, hiện tại này thì không thể chọn B hay C được. Hai này cô phải cho ra loại ngay từ ngoài vòng gửi xe rồi, đúng chưa? Vậy thì có nhầm thì chỉ nhầm A hoặc D đâu. Bây giờ mình xét này. Cứ sẽ có là Mary tự hỏi là chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Với cái thứ mà chúng ta vứt đi. Vậy thì cô một chút là happen to này, đúng không? Xem cho cô là A với D của cô nó khác nhau một cái là hiện tại, đấy chưa? Điểm khác nhau giữa hai cái này cô nó là hiện tại và quá khứ nhá. Vậy thì em nhớ cho cô như sau là khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chờ, khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, nếu như động từ tường thuật của em mà ở hiện tại thì sẽ không có sự thay đổi về thì khi chuyển sang gián tiếp. Theo cái quy tắc như vậy thì cô sẽ chọn được 44 của cô, đáp án phải là ý A chứ không phải ý D. Nhớ không ạ? Câu này cô đưa vào sẽ có rất nhiều bạn bị lừa đấy ạ. Câu này cô đưa vào rất nhiều bạn bị lừa. Nên là với câu 44 bạn phải chọn được đáp án của câu này là ý A. Xong câu số 44 chuyển cho cô sang câu số 45. Với câu số 45 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nào, xong câu số 44 chuyển cho cô sang câu số 45 của chúng ta. Với câu số 45 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Chợ, team 9 cộng của cô bây giờ là gần 1.500 bạn rồi. 1.500 bạn của nhóm 9 cộng mà các bạn thực sự học rất là giỏi. Với đề thi của cô, đề thi thử của cô ấy, đề thi thử tuần 3 là các bạn đã được 9,6, 9,8 là kéo thêm một dạ, một gọi là một đoàn dài rồi. Mà bây giờ năm nay bộ lại còn lùi thi thêm 1 tháng nữa. Đúng không ạ? Thì đến lúc đến cái khoảng tầm tháng 6 là cô không biết dạy nhóm đấy cái gì nữa cả. Thực sự là các bạn ấy quá giỏi rồi. Chúng ta sẽ có như sau. Với câu số 44 xong, chuyển cho cô sang câu số 45. Nhìn chữ nó dài thế nhưng mà chúng ta sẽ phải chú ý theo kiểu như sau. Tức là chúng ta sẽ tìm ra cái điểm mấu chốt trong câu này. Ví dụ như điểm mấu chốt trong câu số 45 của cô, nó là bốn đáp án của cô đều có if. Đúng không? Đều có if. Vậy thì câu này sẽ suy ra là câu điều kiện. Với câu điều kiện này chúng ta sẽ không cần phải dịch đâu. Nếu như các bạn học phần ngữ pháp của cô sẽ bạn thấy là hai mệnh đề gắn với nhau bằng because. Viết bắt đầu bằng mệnh đề trước. Mệnh đề đằng trước của cô chia quá khứ đơn.
Nếu chia quá khứ thì em phải đưa về loại 3. Đúng ạ, à, sorry. Hứa sẽ có là mệnh đề đằng trước của cô chia quá khứ đơn thì đưa về loại 3 này. Mệnh đề đằng sau của cô chia ở hiện tại đưa về loại 2. Vậy thì với câu này hai mệnh đề gắn với nhau bằng because. Viết bắt đầu bằng mệnh đề sau because. Đúng ạ, vậy thì với câu 45, các bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì? Được chưa, được chưa? Nào với câu số 45, các bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhận với câu số 45, nào bạn nào chọn cho cô được ạ? Với câu số 45 của câu này là điều kiện trộn trộn một cách rất là vi diệu này. Nhớ cho cô như sau này. Em hãy áp dụng cho cô cái phần quy tắc về phần câu điều kiện. Trong cái quy tắc về câu điều kiện thì nó có 3 cái quy tắc mà khi em áp dụng 3 cái quy tắc đó, em có thể làm được câu này mà không cần phải động gì đến dịch cả. Với câu này mà nếu mà chọn vào dịch thì nó sẽ hơi hoa mắt. Tại sao cô Trang Anh lại bảo là chọn vào dịch thì nó hơi hoa mắt? Vì câu phải chữ nó dài đúng không ạ? Dịch thì rất là mệt. Thì em có thể áp dụng cho cô cái quy tắc như sau. Nhớ là ngữ pháp sẽ chiếm 5 điểm trong cái bài của em. Nên là em phải học chắc ngữ pháp trước, nhớ nhá. Nhớ phải học chắc ngữ pháp trước và ngữ pháp sẽ chính là cái cơ sở để em có thể học sâu được vào những phần sau. Thì em học cho cô như sau này. Trong cái cách kết hợp với câu điều kiện, cô nhắc lại ba cái quy tắc như sau, có thể có nhiều bạn không biết này. Đó là nếu như hai mệnh đề mà gắn với nhau, đây cô đọc mỗi chỗ này nhá. Nếu hai mệnh đề được kết hợp bằng cái từ because thì ta sẽ viết mệnh đề điều kiện bằng mệnh đề sau because. Đấy là trường hợp thứ nhất, đúng không ạ? Quy tắc số 2 đó là gì đấy ạ? Nếu như động từ của chúng ta ở hiện tại thì mình sẽ đưa về điều kiện loại 2. Nếu động từ ở quá khứ thì đưa về điều kiện loại 3. Và quy tắc thứ ba đó là thể của mệnh đề trong câu điều kiện luôn ngược với câu ban đầu. Vậy áp dụng cho cô ba quy tắc này, quay lại cho cô với câu sau. Nó sẽ có là hai mệnh đề gắn với nhau bằng because. Viết bắt đầu if bằng mệnh đề sau because. Thì cô sẽ thấy là cô có if này, y này, y là hiện tại đúng không? Thì phải đưa về loại 2, loại 2 là quá khứ là were. Chứ ở trên nó khẳng định, ở dưới nó phủ định. Vế này cô thỏa mãn rồi nhá. Vậy thì mệnh đề còn lại của cô là sẽ viết bên này này. Mệnh đề bên còn lại của cô lại có quá khứ. Quá khứ thì loại 3. Cái đuôi của loại 3 có công thức là would have cộng với phân từ 2. Vế trên là phủ định, vế dưới là khẳng định. Vậy 45 của cô ý à đúng rồi. Vậy là áp dụng toàn bộ ngữ pháp mình đã làm được câu này rồi, chưa cần phải dịch gì cả. Được không ạ? Xong câu số 45 chuyển cho cô sang câu số 46. Với câu số 46 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Chợ với câu số 46 thì nhìn cho cô này. Nhìn đáp án cho cô nhé. Chợ nhìn vào đáp án này em sẽ thấy được câu này của cô sẽ là thuộc kiến thức về cái ngữ pháp gì? Xác định đã, đúng không? Vì cái bài câu đồng nghĩa của cô nó chỉ về ngữ pháp thôi. Thế này cô sẽ là thuộc kiến thức về so sánh. Thì với câu 46 các bạn của cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ với câu số 46 bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào với câu số 46 cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có như sau này. Với câu số 46 với dạng kiến thức về so sánh, em xác định là nếu thuộc kiến thức về so sánh em phải dịch nghĩa thôi, không cách nào khác cả. Dịch là sách giáo khoa không thể cung cấp cho học sinh những cái thông tin mới nhất như là các thiết bị di động có thể cung cấp. Vậy câu này là thuộc kiến thức về so sánh nhé. Vậy thì nếu thuộc kiến thức về so sánh bây giờ mình sẽ dịch từng cái một này. Ý là cô là sách giáo khoa không cung cấp cho học sinh thông tin đúng không ạ? Muộn hơn là ý là sai chắc rồi. Ý B là cái thông tin mà được cung cấp bởi sách giáo khoa thì không, muộn hơn, ý B cũng sai rồi. Ý C của cô là sách giáo khoa thì không cung cấp cho học sinh những cái thông tin mới như là những thiết bị di động có thể. Vậy thì 46 cô chọn được câu này là ý C. Nhớ, so sánh. Sau 46 chuyển cho cô sang câu 47. Với câu 47 của cô sẽ là câu về phần tiếng Anh giao tiếp, với phần về tình huống giao tiếp. Bạn nhớ cho cô là cái phần tình huống giao tiếp này thực ra nó rất là dễ lấy điểm. Nhưng bạn phải nhớ cho cô như sau, đó là chúng ta phải học một số cái quy tắc về giao tiếp nhá. Cô phải nhấn mạnh cái đấy. Là ví dụ như là ở trong, nếu bạn nào có cái cuốn gì nhỉ, cái cuốn Cẩm Nang này hoặc là cuốn tổng ôn ngữ pháp ấy, thì cô có cái chuyên đề về giao tiếp. Thì trong chuyên đề giao tiếp này nó có một số cái cụm đúng không ạ, cái cụm mà gọi là cái cụm về expression này, cái cụm biểu đạt đấy, thì nhớ là mình phải học cái cụm đó. Ví dụ như là đơn giản nhất này, khi mà mình muốn nói là không có gì, khi mà mình muốn đáp lại một lời cảm ơn đúng không, thì mình sẽ nói cái từ không có gì theo kiểu khác. Khi mình muốn đáp lại một lời xin lỗi mà mình nói rằng không sao đâu cả, thì mình phải 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 nói cái từ không có gì theo kiểu khác, nó theo văn phong nhé. Với câu số 47 cô sẽ có như sau. I'm sorry, tôi xin lỗi đúng không ạ, tôi đã làm hỏng cái bánh mất rồi. Nhờ, vậy thì 47 mình sẽ chọn đáp án câu này là ý gì? Cô có ý với từ ok, go ahead, được rồi, tiếp tục nào. Ý không phải. Chờ, ý B của cô là yes, definitely.
Vâng, tất nhiên rồi, không phải đúng không? Ý C của chúng ta là sao? Ý C của cô sẽ là but alright, không sao đâu, don't worry, đừng lo. Vậy thì 47 chọn C, câu này chắc không có gì cãi nhau rồi. Xong câu 47 chuyển cho cô sang câu 48 của chúng ta. Với câu số 48 cô có cấu trúc như sau này. Nhớ là cấu trúc need to do something. Cấu trúc là somebody need to do something, ai đó cần phải làm gì. Và cô có cấu trúc nếu như chủ ngữ của cô là vật, tức là something, nó sẽ cộng với verb in, cái gì cần thiết được làm, hoặc là something need to be verb phân từ hai. Hai công thức này nhé. Vậy gì cả? Tôi cần phải lại có một cấu trúc là sau stop cộng verb in. Tôi cần phải dừng ăn những cái đồ ăn mà unhealthy, không tốt cho sức khỏe, đúng không? Vậy ý A của cô, câu 48 chúng ta sẽ chọn đáp án câu này là ý gì? Nhờ câu 48 cô sẽ có ý A của cô, nhờ 48 ý A của cô là gì? Có vẻ là ngon, đúng không? Có vẻ là rất là ngon và giàu dinh dưỡng đấy. Chợ ý A của cô không phải. Chợ ý B là tôi biết, tôi hiểu ý của bạn là gì rồi. Tôi đã bắt đầu, đúng không? Ăn những cái loại ăn mà tốt cho bản thân tôi hơn rồi. Vậy 48 cô chọn được câu này là ý B. Xong chưa? Xong chưa? Xong câu số 48 chuyển cho cô sang câu số 49. Với câu số 49 và câu số 50 còn hai câu nữa, cố gắng cho câu này. Với câu số 49 cô sẽ có như sau. Đây là dạng kết hợp câu. Dạng kết hợp câu thì cũng toàn ngữ pháp là ngữ pháp thôi. Nhưng cái dạng kết hợp câu này chúng ta phải làm như sau này. Em phải dịch cho cô trước. Nhớ. Công nghệ thông tin sẽ cho phép được làm việc từ xa. Cô có từ remote working. Chợ, và điều đấy sẽ làm sao để expand, mở rộng được cái sự lựa chọn của người phụ nữ. Vậy thì với câu này của cô xem này. Ý A của cô người ta dùng which. Ý B của cô người ta dùng that, mệnh đề danh từ. Ý C người ta dùng because, đúng không? Vậy nhớ chưa cô là khi mình xác định như vậy mình dịch cho đỡ mệt, chứ từ nó dài lắm, đúng không? Dịch là công nghệ thông tin sẽ cho phép làm việc từ xa, và cái điều đó which để thay thế từ này, đúng không? Cái điều đó là mở ra cái sự lựa chọn cho mở rộng cái sự lựa chọn cho người phụ nữ. Vậy thì câu 49 cô sẽ có là which thay thế cho cả một cái mệnh đề đằng trước rồi, nên cô sẽ chọn được 49 là ý A luôn. Xong câu 49 chuyển cô sang câu số 50, chỗ này cô chữa nhanh nhé. Câu số 50 cô sẽ có là cô ấy dạy bọn trẻ với những cái, đúng không? Những cái bọn trẻ mà có nhu cầu đặc biệt. Rất nhiều người trong số chúng, đúng không? Đều có những cái gọi là những cái khó khăn về học tập nhất định. Vậy thì với câu này cô sẽ có như sau. Cô sẽ có là ý A này, cô ấy dạy bọn trẻ với những cái nhu cầu đặc biệt. Và bất cứ ai mà có những cái khó khăn, đúng không? Khó khăn lớn trong cái việc học. Ý A không phải, cho whoever đây là không đúng rồi. Cô ấy dạy bọn trẻ, gọi gì là cô ấy dạy bọn trẻ với những yêu cầu đặc biệt. Chợ và đúng không? Những cái khó khăn trong việc học thì B không phải rồi. Ý C của cô thì sao? Cô ấy dạy những cái đứa trẻ mà gặp khó khăn trong việc học với những cái nhu cầu đặc biệt. Vậy tách với từ and ở đây là không đúng. Thử cho cô ý đây này. Cô ấy dạy những cái bọn trẻ, nhợ cô dạy trẻ em với những cái yêu cầu đặc biệt và rất nhiều người trong số chúng. Vậy thì cô sẽ có là ở câu này mình dùng đại từ quan hệ thôi, đúng không? Them ở đây chính là từ children. Vậy người ta sẽ dùng là many of whom. Whom ở đây thay thế cho từ them đấy. Vậy thì câu 50 của cô chọn được đáp án của câu này là ý D. Xong bạn sẽ chuyển cho cô như sang phần sau. Bạn nhớ cho cô là có rất nhiều bạn bạn ấy hỏi cô như sau. Bạn ấy hỏi là em nên làm bài theo kiểu như nào. Thì bạn nhớ cho cô như sau, đó là ở giai đoạn này thì các bạn cần phải rèn cả kỹ năng làm bài nữa và cách phân bố thời gian. Theo cô, các bạn nên làm như sau. Các bạn nên bấm giờ làm trong vòng 60 phút. Trong 60 phút đó các bạn không sử dụng bất cứ một tài liệu gì, giống như em đi làm thi thật ấy. Sau đó em đọ đáp án xem được bao nhiêu điểm. Sau đó lần 2 này, em sẽ học thuộc cho cô toàn bộ bảng từ và bảng cấu trúc này. Bảng cấu trúc thì cô in vào trong sách, còn bảng từ thì em lên khóa học ở trên Moodle em tải về cho cô nhá. Học bảng từ và học cấu trúc đó. Rồi sau đó em quay lại em làm lại một lần nữa. Nhận lúc này em làm lại thì em cứ thấy cái từ nào, cái cụm từ nào không biết, em tra từ, tra bảng cho cô. Sau đó chúng ta sẽ gọi là cái làm lần hai đấy gọi là làm ngấm, để ngấm. Nhận rồi sau đó học livestream với cô. Bây giờ chuyển cho cô sang đề số 10. Đề số 10 này còn 12 phút nữa cô sẽ chữa được một trang nhé. Cô sẽ chữa trang đầu tiên của đề số 10. Nào, sẵn sàng chưa? Sẵn chưa, xong chưa? Bạn Nguyễn Huy Hoàng thân mến, cái con gà nhà cô ấy, nó kêu buổi trưa rất là nhiều rồi. Nên bây giờ tối nó nghỉ, nó không kêu nữa em ạ. Nhận. Nhá, có mỗi mình cô là kêu cả trưa lẫn tối. Rồi, cô sẽ có là với cái bài tập này cô chữa nhanh này. Cô có ý A với từ promote. Với từ promote của chúng ta thì cô sẽ có promote. Ở đầu tiên của cô được đọc là âm ơ. Nhá, ý B của cô với từ voluntary. Chờ với từ voluntary, âm đấy của chúng ta sẽ là âm o.
Ý sẽ có với từ solidarity. Với từ solidarity. Nhựa với từ solidarity. Âm đấy của chúng ta cũng lấm ơ. Nên cô chọn được câu 1 là ý A. Xem cho xong chưa? Sau câu số 1 chuyển cho cô sang câu số 2. Với câu số 2 cô sẽ có theo cách phát âm của đuôi ED. Theo cách phát âm của đuôi ED thì cô sẽ có như sau. Câu này sẽ là trường hợp đặc biệt của đuôi ED này. Chắc chắn là trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. Anh này là ED này. Chứ ở trong tiếng Anh những từ tận cùng là T và D chúng phát âm thành ED. Vậy chắc chắn là ED rồi. Thì cô sẽ chỉ còn ý A và ý D nữa. Ý A với D thì chắc chắn là một trong hai từ này sẽ phải là trường hợp đặc biệt. Thì cô sẽ có là ý D của câu từ ấy đọc là wretched. Và đây chính là một trong 16 từ đặc biệt. Một trong 16 trường hợp đặc biệt của đuôi ED. Thì cô sẽ chọn được câu số 2 là ý A. Xong chưa xong chưa? Xong chưa xong chưa? Xong câu số 12, xong câu số 2 chuyển cho cô sang câu số 3. Với câu số 3 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ với câu số 3 của cô sẽ là câu về phần chợ. Chúng ta sẽ có với câu số 3 của cô sẽ là câu về phần trọng âm. Chợ với câu số 3 cô có ý A từ đọc là advise. Đọc là advise, âm đầu tiên của cô là ơ, âm thứ hai là eyes. Trọng âm không rơi vào ơ và rơi vào nguyên âm đôi, vậy nó rơi vào âm tiết thứ hai. Ý B từ đọc apply. Chợ đọc là apply, âm đầu tiên của cô là ơ, không rơi vào ơ, nó rơi vào apply, âm tiết thứ hai. Hai anh thứ hai rồi. Chợ ý C của cô có đuôi R là đuôi nhận trọng âm. Trọng âm cũng rơi vào âm tiết thứ hai. Do đó cô chọn được câu 3 là ý D. Các bạn thấy cô chỗ như vậy có nhanh quá không ạ? Rồi, xong câu số 3 chuyển cho cô sang câu 4. Câu 4 cô có ý A với đuôi ATE. Những từ có đuôi ATE làm trọng âm dịch chuyển 3 âm tính đuôi lên, cô sẽ có từ demonstrate. Với từ demonstrate, trọng âm sẽ rơi vào âm tiết đầu. Nhớ. Ý B cô sẽ có từ paper với từ work. Đây là danh từ ghép. Vậy với danh từ ghép thì cũng sẽ có quy tắc là nếu danh từ ghép, trọng âm sẽ rơi vào danh từ đầu. Danh từ đầu của cô là từ paper. Thì là paper cô sẽ có đầu tiên là pay là a, p là ơ, không rơi vào ơ vậy nó rơi vào âm tiết đầu nhớ. Ý C của cô có đuôi shun. Những từ có đuôi shun trọng âm rơi vào trước âm đó, cô sẽ có từ preparation trọng âm rơi vào trước âm đó, rơi vào bay âm tiết thứ hai. Do đó cô chọn được câu 4 là ý C. Xong chưa xong chưa? Xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5. Các bạn thấy cô giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Nào xong câu số 4 chuyển cho cô sang câu số 5 của chúng ta đi ạ. Với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án câu này là ý gì? Bạn thân mến, nếu như bạn có sở hữu cái cuốn 25 cái cuốn 35 đề minh họa của cô thì bạn yên tâm rằng là 35 đề đấy là 35 đề chuẩn form và chuẩn cả mức độ lẫn chuẩn cả kiến thức rồi. Nhờ? Cái số câu kiến thức cô sắp xếp trong một đề nó rất là chuẩn. Nó đảm bảo là đề nào cũng bao trọn đủ 25 chuyên đề ngữ pháp thì thôi. Đúng không ạ? Bài đọc thì theo chủ đề rồi và cô thường chọn những chủ đề hot. Nhờ? Nhờ cô sẽ có là với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Câu 5 của cô là câu về thì thôi ạ. Thì với câu số 5 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Với câu số 5 bạn sẽ thấy là câu này của cô thuộc kiến thức về thì. Thì với câu số 5 bạn sẽ căn cứ cho cô như sau. Bạn sẽ căn cứ cho cô bằng dấu hiệu của anh, đó là anh by the time. Cô có cấu trúc như sau. Nhờ cô có cấu trúc là sau by the time. Chợ cộng với chủ ngữ có hai tình huống xảy ra. Nếu verb mà chia hiện tại đơn thì mệnh đề còn lại chủ ngữ cộng với verb sẽ chia thì tương lai hoàn thành. Nếu sau by the time mà cộng chủ ngữ cộng verb chia ở thì quá khứ đơn thì mệnh đề còn lại của chúng ta verb sẽ phải chia quá khứ hoàn thành. Cứ thế mình giống nhé. Câu này căn cứ cho cơ bằng by the time và căn cứ bằng từ graduate. Chúng ta có cấu trúc graduate đi với giấy từ from, mày tốt nghiệp từ đâu. Thế này của cô đang là quá khứ rồi, đúng không ạ? Thì mệnh đề còn lại của cô phải chia quá khứ hoàn thành. Rất đơn giản, cô chưa biết câu này nghĩa là gì. Cô đã chọn được câu 5 là ý C. Nói chung là những cái câu về phần sự với thì mình có thể xác định được như vậy thì mình làm luôn. Đúng không ạ? Rất là đơn giản và rất là nhanh. Xong chưa xong chưa? Xong câu số 5 chuyển cho cô sang câu số 6. Với câu số 6 nhìn cho cô đáp án thì câu này cô có if là điều kiện, đúng không ạ? Vậy suy ra là câu số 5 là về thì và sự phối thì. Thực ra thì và sự phối thì là một. Nghĩa là sao? Nó có mối quan hệ qua lại với nhau. Ý B cô có if là điều kiện. Anh này cô sẽ là thuộc kiến thức về câu điều kiện này. Chợ với cái kiến thức về câu điều kiện này xem cho cô như sau. Căn cứ cho cô bằng if chưa đủ, căn cứ thêm cho cô bằng từ become. Vậy gì ạ? Nếu như máy tính mà có thể thông minh như con người thì câu 6 rất là đơn giản rồi, đúng không ạ? Cứ có như sau là nếu như if mà cộng với chủ ngữ cộng verb chia thì hiện tại đơn nhá. Thì mệnh đề còn lại chủ ngữ của cô phải verb chia thì, đúng không ạ? Chia gì ạ? Chia thì tương lai đơn. Ở chia ở cái dạng đó là will hoặc là can, đây là W của cô nhá. Nhớ will là hoặc là can này, hoặc là may này, hoặc là should cộng vào nguyên dạng. Điều kiện loại 1. Vậy thì cô sẽ thấy được đáp án của câu 6 bỏ A, bỏ C, cô chỉ còn B và D thôi.
Cứ còn B và D xem cho cô như sau này. Với câu số 6, xem cho cô sự khác nhau giữa hai câu này ở chỗ nào. Thì bạn sẽ chọn cho cô được ngay ạ. Với câu số 6, cô sẽ có là nếu như máy tính mà có thể thông minh được như con người. Thì làm sao đây ạ? Liệu như chúng có thể làm công việc tốt hơn chúng ta không? Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có là sự khác nhau đó chỉ là can hoặc là could. Thì cô sẽ thấy được với câu 6 chúng ta dùng can thôi, hiện tại hết mà, đúng không ạ? Rồi, xong câu số 6 chuyển cô sang câu số 7. Nhìn qua câu số 7 là biết là câu này khó ăn rồi. Vì sao? Câu số 7 cô chắc là nó là cụm rồi, đúng không ạ? Không cụm thì mình sẽ không dịch được mấy cái cụm cái câu kia đâu. Nhờ, câu số 7 của cô là câu về cụm. Mà nếu về cụm thì mình phải biết cái cụm đó. Nhớ là đi thi mà gặp mấy cái câu này nhá, mà mình không hề có ý tưởng gì về nó cả, oánh bừa cho cô cho nhanh rồi chuyển sang câu khác cho đỡ mất thời gian. Bạn nhớ cho cô là bạn sợ đọc hiểu, nhưng mà đi thi ạ thì đọc hiểu lại là phần rất là dễ lấy điểm. Đọc hiểu là phần rất là dễ lấy điểm. Và đọc hiểu cần thời gian. Ví dụ nhé, như cái câu số 5 của cô này, bạn chỉ cần căn cứ bằng cấu trúc by the time, căn cứ bằng cái động từ quá khứ là mình chọn được đáp án ngay, không cần nghĩ, đúng không ạ? Câu 6 căn cứ một điều kiện khoanh được ngay, không cần nghĩ. Thế còn những cái bài đọc hiểu thì cần thời gian, mình đọc được càng kỹ, đọc được càng sâu thì cái khả năng đúng của mình lại càng cao. Nhớ đấy, theo kiểm theo cái gọi là theo cái trải nghiệm của cô Trang Anh thấy là các anh chị luôn sợ đọc hiểu, nhưng đến lúc đi thi đọc hiểu bao giờ là phần kéo điểm, mà các bạn đúng đọc hiểu rất là nhiều, sai linh tinh những câu kia rất là nhiều. Đúng đọc hiểu nhiều hơn, và những câu linh tinh vớ vẩn, những câu không nghĩ mình sai thì lại sai. Thì với câu số 7 cô sẽ có câu bài như sau. Với câu số 7 bạn phải biết cái cụm từ này, nhớ này. Nếu như không biết cụm từ này thì nhớ đi thi mà gặp mấy cái cụm này không biết, bỏ cho cô luôn, oánh bừa cho cô cho nhanh. Thứ nhất chúng ta sẽ có ia với cụm từ là cụm từ Josie Chatter. Không có cụm từ này, nhận thì cô sẽ bỏ ia. Cô có một cụm từ đó, cụm từ như này cơ, đi ghép với từ Chatter. Nghĩa là gì? Việc tán gẫu, nói những chuyện phiếm. Chờ thế cô sẽ có với ý B của chúng ta thì sao? Chờ ý B cô sẽ có câu như sau. Chắc chắn là cô sẽ có cái từ gossip của chúng ta, nghĩa là tán gẫu rồi, như vậy thì cô sẽ có từ tiếp theo của chúng ta. Nhờ bây giờ bạn sẽ xem cho cô trong bốn cái cụm từ này, mình thừa nhận cho cô một cái cụm từ thì cô sẽ có được là ý B cô có từ juicy gossip, nghĩa là những cái thông tin đời tư về người khác. Nhờ chúng ta sẽ có từ này giữa bằng với từ private matter, nhờ những cái thông tin về đời tư của người khác. Thế còn ý C chúng ta với từ gossip freely, tán gẫu một cách tự do. Ý D của cô với từ juicy talk, những cái cuộc nói chuyện thú vị. Vậy là cô sẽ thấy là B, C, D của cô có nghĩa. Thì với B, C, D có nghĩa thì bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nên dịch như sau. Hầu hết mọi người đều thích, chúng ta có cụm từ be interested in. Hầu hết mọi người đều quan tâm những cái câu chuyện đời tư về những người nổi tiếng. Nhớ này, chờ đây là những người nổi tiếng. Đó là tại sao những cái tờ báo lá cải lại có thể tồn tại được. Vậy với câu số 7 như vậy, cô chọn được đáp án của cô 7 là ý B. Làm chờ. Câu 7 của chúng ta là ý B nhá. Cô nhắc lại này. Cô có ý B với từ juicy gossip, nghĩa là những cái câu chuyện về đời tư. Ý B cô sẽ có từ gossip freely, nghĩa là nói chuyện bàn tán một cách tự do. Thì ý D của chúng ta với từ juicy talk, nghĩa là một cái cuộc nói chuyện thú vị. Vậy thì với câu số 7 cô chọn được ý B. Hầu hết mọi người đều thích bàn tán, đều thích những cái câu chuyện về đời tư của những người nổi tiếng. Đó là tại sao mà những tờ báo lá cải lại tồn tại. Chờ, xong câu số 7 chuyển cho cô sang câu số 8 của chúng ta. Với câu số 8 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nhờ, xong câu 7 chuyển cô sang câu 8 này. Với câu số 8 cô có động từ, đó là từ win, động từ beat, động từ defeat và động từ gain. Thì với câu số 8 nó thuộc kiến thức về từ vựng hay là thuộc kiến thức về cụm thì cô sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có cấu trúc, đó là cấu trúc no need for somebody to do something. Không cần thiết cho bạn để mà làm sao để mà cố gắng cãi thắng anh ta đâu. Bạn nên làm sao? Bạn nên calm down, bình tĩnh đi. Hoặc là cái mối quan hệ của bạn sẽ get worse, tệ hơn đấy. Thì cô sẽ có với câu số 8 chúng ta mang nghĩa là thắng được, đúng không? Thắng thắng được, cãi thắng được ai, thì cô sẽ có cụm như sau. Cô có từ win ghép với từ an argument with somebody, cãi thắng được ai, cãi nhau thắng được với ai. Vậy thì với câu 8 cô chọn được câu này là ý A thôi. Xong câu số 8 chuyển cho cô sang câu số 9. Nốt câu này rồi mình đi nghỉ nhá. Với câu số 9 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì? Nhìn thoáng qua bốn đáp án trong câu số 9, cô sẽ xác định được câu này sẽ là câu về phần từ loại. Thì với câu số 9 các bạn sẽ chọn được đáp án là ý gì? Ý A cô sẽ có từ continuing, nghĩa là tiếp tục, nó là danh động từ, verb in. Ok chưa? Nhưng mà ý B cô sẽ có từ continue, nghĩa là tiếp tục, không ngừng.
Thế còn ý C của câu với từ continue. Với từ continue của chúng ta nghĩa là liên miên, triền miên, có tính chất lặp đi lặp lại. Chờ ý D của câu từ này của chúng ta là verb phân từ 2. Thì cô sẽ có là lifelong learning. Cái việc học suốt đời involve có liên quan đến việc sử dụng cả cái những cái cơ hội học tập. Cô sẽ có từ learning ghép với từ opportunity. Những cái cơ hội học tập theo kiểu formal chính thức và informal không chính thức. Và xuyên suốt cuộc đời, đúng không ạ? Dịch là việc học suốt đời có liên quan đến việc sử dụng cả những cái cơ hội học tập chính thống và không chính thống trong suốt cuộc đời của chúng ta để mà cô gọi cấu trúc là in order to cộng verb để mà force củng cố cái sự phát triển liên tục để mà có thể thúc đẩy force, có thể gì có thúc đẩy cũng được để mà thúc đẩy cái sự phát triển liên tục. Vậy thì với câu số 9 của chúng ta chắc chắn là căn cứ bằng từ develop là danh từ rồi. Chờ căn cứ bằng mạo từ the thì có sẽ có là sau mạo từ the là danh từ, nhưng đã có danh từ rồi thì áp dụng quy tắc là trước danh từ là tính từ. Vậy nếu là tính từ thì cô sẽ không chọn ý A và cũng không chọn ý D. Cô chỉ còn B và C. Phân biệt cho cô hai từ này. Hai từ này cô sẽ có từ continue nghĩa là liên tục không ngừng nghỉ. Thế còn ý B của ý C của cô với từ continue nghĩa là triền miên, liên miên, có tính chất lặp đi lặp lại. Nhưng mà cái sự phát triển nó phải là sự phát triển liên tục, đúng không ạ? Theo cái hướng liên tục chứ không phải theo hướng lặp đi lặp lại. Vậy thì với câu số 9 theo nghĩa cô chọn được câu 9 là ý B. Sao cho xong chưa? Ok các bạn thân mến, vậy là đúng 10:30 nhé. Cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn xong được đề số 9, gối được sang đề số 10 được một trang. Buổi thứ 5 tuần này cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn từ câu số đâu rồi, từ câu số bao nhiêu nhỉ? Từ câu số 10 trở đi, tức là buổi thứ 5 này cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn trọn vẹn đề số 10 này. Thì các bạn nhớ là làm như cô Trang Anh bảo, bấm giờ cho cô trong vòng 60 phút làm cho cô xem được bao nhiêu điểm. Đấy mới là điểm thật của các bạn. Chứ còn điểm tra cứu là không phải điểm thật của các bạn nữa rồi. Nếu mà bạn vừa làm mà vừa tra liệu thì không phải là điểm thật của bạn. Nhờ sau khi làm xong chịu khó này, học cho cô cái số cấu trúc này, nhờ một số cái cấu trúc cần lưu ý này, học trước cho cô. Thực ra những cái cấu trúc này toàn là những cái cấu trúc mà rất là đắt, cô chắc ra từ trong đề nên là chịu khó học cho cô nhé. Các bạn thân mến, vậy là buổi hỗ trợ của cô Trang Anh đến đây là hết. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai nhé.